quý vị đang theo dõi bản tin trước ống kính. Hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 6, kính chúc quý vị có một tuần làm việc mới thật hiệu quả và thành công. Bản tin hôm nay sẽ chuyển đến quý vị nhiều tin tức an ninh trật tự đáng chú ý diễn ra trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ dành thời lượng để hướng dẫn quý vị cách tra cứu lỗi giao thông được phát hiện qua hình ảnh camera vừa được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an áp dụng từ ngày 1 tháng 6. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi những ghi nhận đầu tiên của ống kính an ninh. Thưa quý vị, liên quan đến chuyên án ma túy 545L mà chúng tôi đã thông tin đến quý vị trong bản tin trước ống kính hôm qua, sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng biên phòng tỉnh này vừa bắt thêm một đối tượng nguy hiểm nằm trong đường dây mua bán vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Sau khi đối tượng cầm đầu đường dây là Thảo Phết sinh năm 1969, trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào bị bắt, nhận thấy đây là một đường dây mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới hết sức phức tạp và nguy hiểm. Vì vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án 545L, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại là Thảo Nhi Vàng, 32 tuổi, nghề nghiệp công nhân, trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào, cùng một số tang vật khác khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Trước đó, ngày 31 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thảo Phết, đối tượng cầm đầu cùng tang vật là 100.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô và nhiều tang vật có giá trị khác. Cũng liên quan đến hành vi mua bán ma túy tại thành phố Sơn La, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1966, trú tại tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác. Đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng công an tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Chuyên, sinh năm 1979, trú tại huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 6.800 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, đối tượng Chuyên khai nhận mua số ma túy trên tại xã Mường Hùng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với số tiền 350 triệu đồng về để tìm mối bán lời. Khi về đến thành phố Sơn La, Chuyên đã bán được 1.200 viên ma túy tổng hợp cho Nguyễn Thị Yến. Thông tin tiếp theo liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại tỉnh Phú Thọ mà chúng tôi đã đưa tin. Thưa quý vị, bằng sự quyết tâm và nhanh nhạy, những chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1985 sau 36 giờ gây án. Nghi can Nguyễn Thành Nam sinh năm 1985 ở khu 5, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do hay chơi lô đề, cờ bạc nên Nam đã dính vào nợ nần. Để có tiền trả nợ nên Nam đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng. Để chuẩn bị cho việc cướp ngân hàng, Nam đã lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ như mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy. Đặc biệt, đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện. Thưa quý vị, rõ ràng những trò đỏ đen may rủi đã và đang làm cho nhiều gia đình khuynh gia bại sản, cũng như làm phát sinh nhiều hệ lụy như cầm đồ, vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Nó cũng là một trong những căn nguyên dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm, trong đó có trộm cắp giống như hành vi nợ quá hóa liều của đối tượng Nguyễn Thành Nam. Do đó, để đẩy lùi nạn cờ bạc, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, thì trên hết cá nhân mỗi người hãy tránh xa tệ nạn này, đồng thời chủ động phát hiện, lên án, tố giác hành vi cờ bạc và vận động người thân không tham gia cờ bạc. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã xây dựng phần mềm chia sẻ nghiệp vụ về giấy phép lái xe bị tước, tạm giữ, đồng thời thông tin cho chủ phương tiện biết phương tiện của mình vi phạm những lỗi gì thông qua hệ thống camera giám sát. Phần mềm này được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Như vậy, bên cạnh việc xử phạt trực tiếp gửi thông báo cho chủ xe, thông báo qua hệ thống đăng kiểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thông báo những vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông trong toàn quốc. Người dân có thể truy cập để tra cứu thông tin biển số xe của mình có nằm trong danh sách xe vi phạm hay không. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin về biển số xe, thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm và địa chỉ, số điện thoại để liên hệ giải quyết xử lý tại các đơn vị công an nơi phát hiện vi phạm. Việc tra cứu phạt nguội này sẽ giúp chủ xe tránh bị dồn tiền phạt, nhất là ô tô đến lúc đăng kiểm, đặc biệt là giúp mọi người nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật giao thông. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi hướng dẫn tra cứu thông tin lỗi giao thông được phát hiện qua hình ảnh camera bằng phần mềm tích hợp trên website.
Đầu tiên, quý vị truy cập trang web www.csgt.vn. Tiếp đến, quý vị nhập biển số xe vào cột bên phải. Xác nhận mã bảo mật rồi bấm nút tra cứu. Các thông tin như thời gian, địa điểm vi phạm và trạng thái xử phạt sẽ được hiển thị. Trong trường hợp nếu có thông báo không tìm thấy kết quả, tức là phương tiện chưa từng vi phạm. Sau khi tra cứu cho một phương tiện, quý vị có thể tiếp tục tra cứu cho phương tiện khác với những thông tin cần nhập như trên. Thưa quý vị, phần mềm này cũng thông báo cho chủ phương tiện biết đã bị tước giấy phép bao nhiêu lần, đã nộp phạt, xử lý vi phạm hay chưa. Tài xế cũng xem được mình có bị camera giám sát ghi hình vi phạm hay không. Đến nay, cảnh sát giao thông các địa phương đã nhập vào hệ thống gần 3.000 trường hợp tài xế bị tước bằng lái. 290 phương tiện vi phạm được ghi nhận qua hệ thống giám sát. Cục Cảnh sát Giao thông cũng ký biên bản phối hợp liên kết chia sẻ dữ liệu quản lý tài xế với Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Theo đó, Cảnh sát Giao thông cung cấp thông tin dữ liệu về các trường hợp giấy phép lái xe đang bị tước và tạm giữ quá thời hạn tại cơ quan Cảnh sát Giao thông để Tổng cục Đường bộ Việt Nam tra cứu thông tin, phục vụ công tác cấp đổi bằng lái. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp dữ liệu quản lý giấy phép lái xe cho Cảnh sát Giao thông để phục vụ công tác nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đến đây, bản tin Trước Ống Kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử Trước Ống Kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.